Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh vừa thực hiện công trình lắp đặt đèn năng lượng mặt trời thay thế đèn cao áp trong khu vực khuôn viên bệnh viện. Tại đây, các đoàn viên và đội bảo vệ bệnh viện tiến hành lắp đặt 50 bộ đèn năng lượng mặt trời công suất 200W một bộ, thay thế đèn cao áp khu vực khoa cấp cứu, phía trước sân, các tuyến đường nội bộ và cửa ra vào các khối nhà thuộc khu vực khuôn viên bệnh viện. Ngoài ra, còn tiến hành thay thế khoảng 40 bóng đèn compact tiết kiệm điện tại các khoa phòng. Kinh phí thực hiện công trình này khoảng 76 triệu đồng, được đảng ủy, ban giám đốc bệnh viện vận động cán bộ, viên chức bệnh viện đóng góp. Đây còn là công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập huyện Vĩnh Thạnh.